Đôi khi cầm trên tay mấy bản phân bố công việc, tôi chẳng biết viết cái gì vào đó. Không phải vì tôi đã sống những năm tháng nhợt nhạt trước đó, mà đôi khi tôi chẳng bao giờ hiểu hết mình, hoặc quá phức tạp, hoặc quá đơn giản đến diệu kỳ. Điều quan trọng hơn thế là tôi chẳng thấy mình có điểm nhấn nào đặc sắc trong những năm tháng đã sống. Đến mức nếu có ai hỏi về điều đó, chắc tôi sẽ ậm ừ cả ngày. Cho đến khi Nhi bước vào cuộc đời tôi, có lẽ đó mới là lúc tôi có thể la lên: đây, đây, chính cô ấy là điểm nhấn của cuộc đời tôi. Tôi không yêu ai trước Nhi, hoặc khi nhớ lại, không còn cảm thấy những điều nhạt nhẽo đó có thể gọi là tình yêu. Thứ duy nhất tôi làm khi đó là viết. Như một con ong cần cù, mẫn cán, tôi viết tất cả những gì tôi có thể. Điều đó đến rất nhanh và không cần một sự sàng lọc nào khác. Tôi chẳng cần thử thứ gì khác cả, đã ngay lập tức biết rằng viết là công việc ưa thích nhất. Tôi đã quen Nhi vào một buổi cà phê khi tôi đang đọc sách. Thế nên mãi sau đó, tôi vẫn cho rằng viết chính là định mệnh của cuộc đời tôi, vì nhờ có nó mà tôi đã gặp em. Khi đó đang là tháng giêng, những cơn gió đã rất lạnh. Thứ may mắn nào đã khiến em trở thành người yêu của tôi cũng không biết nữa. Nhi là một cô gái xinh đẹp, thông minh, hài hước, duyên dáng và rất nhiều ước mơ. Tại sao em lại yêu anh? Có lần tôi đã hỏi. Vì anh cù lần. Tôi chưng hửng. Thật sao? Không, vì anh rất đáng yêu và vì anh rất đặc biệt nữa. Đặc biệt như nào? Như là cách mà anh tin vào những điều em nói vậy à, chàng trai cù lần của em ạ. Chúng tôi thường có những đoạn đối thoại không đầu không cuối như vậy. Và thường, Nhi luôn khiến tôi tụt hoặc dâng cảm xúc như một chiếc thủy kế suốt buổi trò chuyện. Đây là ví dụ của một buổi trò chuyện khác. Duy à, anh hãy cưới em đi. Nhi nói câu đó khi tôi đang làm việc bên máy tính, còn em ngồi vắt vẻo chân trên chiếc ghế đệm, vuốt ve con mèo trắng của tôi. Em nói thật chứ? Tôi tròn mắt. No, cưới nhau về thì bây giờ nghiền sỏi ra làm cơm à? Nhi phá lên cười. Anh sẽ làm việc chăm chỉ. Còn em sẽ chơi miệt mài, sẽ phá hết những gì anh làm được. Nhi nhìn tôi, động đậy lông mày, tỏ vẻ nguy hiểm. Vậy khi nào mình sẽ cưới nhau nhỉ? Tôi ngẩn ra. À, hết năm 2012. Em muốn xem khi đến ngày trái đất tận thế thì anh có cứu em nhiệt tình không đã? Chúng tôi yêu nhau theo kiểu đó. Thứ đức tính đáng quý của người viết lách đã mang lại cho tôi chính là sự kiên nhẫn. Và điều này phát huy sức mạnh rất lớn trong mối quan hệ của chúng tôi. Bởi tôi thường là người lắng nghe, mà người lắng nghe thì cần sự kiên trì, vì không phải bao giờ người kể chuyện cũng thích dừng lại. Nhi có thể nói triền miên cả tiếng đồng hồ, mặc cho tôi mắt tròn, mắt dẹt, thi thoảng thì cười trừ. Nhưng đôi khi em cũng ngồi yên ắng hàng giờ, xem tivi hoặc làm một cái gì đó khi mà tôi đang tập trung với cái máy tính. Thực sự là tôi thích lúc em nói như khứu hơn, bởi tôi yêu ánh nhìn tươi sáng và nụ cười vui vẻ của Nhi khi đó. Nắng rực rỡ trên phố, đó là ngày thứ tư. Nhi đột nhiên hỏi tôi. Anh có muốn biết về người yêu cũ của em không? Chúng tôi đang ngồi ở một quán cà phê vỉa hè. Và khi Nhi nói câu đó, tôi bỗng giật mình. Cốc cà phê trên tay thì suýt bị tuột xuống. Tôi nhìn em, không nói gì. Theo kinh nghiệm của tôi thì chẳng nên nói điều gì vào lúc này cả. Hãy cứ để một cô gái chia sẻ nếu cô ấy muốn bạn là bờ vai. Và Nhi bắt đầu kể thật. Ban đầu là việc Nhi đã quen cậu ta ra sao, hai người đã có một ngày Noel tuyệt vời như thế nào. Rồi cậu ta đi học và bỏ mặc Nhi ở lại.
Vài tháng liên lạc chập chờn là cầu nối cho lời nói chia tay khi cậu ta về nghỉ và nhanh chóng bắt nhịp với cô gái khác. Như vừa nói, vừa vung tay bực bội. Một hồi em im lặng, rồi bắt đầu em khóc. Tôi hoảng hốt, cuống quýt kiếm dây ăn gần đó đưa em. Tất cả mọi người xung quanh nhìn tôi như một thằng đều vừa đá đít cô gái xinh đẹp tội nghiệp đang thút thít. Tôi bối rối chẳng biết làm gì, cho đến khi Nhi nói: "Rồi em đã thất vọng não nề về mọi thứ. Thế mà không hiểu sao khi gặp anh, tất cả mọi chuyện đó tan biến hết. Em thậm chí đã bị anh hớp hồn ngay từ ánh mắt đầu tiên ấy. Và đến giờ em cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có anh luôn ở bên cạnh." Thế đó, cô gái của tôi là như vậy. Khi Nhi muốn nói điều gì đó ngọt ngào thì nó thật sự sẽ ngọt ngào. Tôi cười, lau nốt giọt nước mắt lăn dở trên má em. "Chỉ có thằng Hâm ấy mới bỏ em á." "Vì sao? Em có điểm gì tốt chứ?" Em rất chân thành. Thực sự tôi muốn nói với Nhi rằng em là ánh sáng duy nhất mà tôi thấy trong nhiều năm nay. Và nếu không có em, tôi đã chẳng biết mình miệt mài viết và để kiếm tiền làm gì. Sau khi bước vào cánh cửa em đã vẽ ra, tôi thấy một thế giới khác. Ở đó có một điều gì để tôi chạy theo một cách mê mải như không thể dừng lại được. Khi tôi nói điều này với thằng bạn, gã đã cười thật to, vỗ lên vai tôi. "Mày đang yêu đấy, không phải điều gì sáng suốt đáng tự hào đâu. Thứ đó là cái thứ vô bổ và tốn thời gian nhất trong cái cuộc đời này." Tối hôm ấy, gã bạn để status "Giá như mình cũng được yêu". Tôi vừa cười vừa bấm like cho cái status đó. Trong mắt Nhi, tôi là một người thiếu thực tế. Thế nhưng khi tôi ngồi gọt một thứ đồ gỗ nhỏ nào đó để tặng cho Nhi thì cô ấy lại vui như Tết, reo lên tựa như một đứa trẻ con. Lần đầu tiên tôi đã ngồi gọt một con sư tử tặng cô, sau đó thì là một con hổ, rồi một con cáo, cho tới một con mèo, một con thỏ. Mọi thứ cứ steam hóa dần theo sở thích của Nhi. Cô thích tất cả những thứ đó, chụp ảnh khoe bạn bè và bày thành một dãy trước máy tính. Tôi yêu cách Nhi trân trọng những gì tôi làm. Chẳng phải chàng trai nào cũng mong muốn có một cô gái như vậy sao? Cũng có lần Nhi ngồi đọc một câu chuyện ngắn tôi vừa mới viết, xong thì ngồi khóc hết nửa hộp giấy ăn. Sau chuyện đó, tôi giữ một cảm giác bất an trong lòng mình mà chẳng biết vì sao. Đúng ngày kỷ niệm yêu nhau 3 năm, tôi đưa Nhi đi chơi, đi ăn rồi đưa em về nhà. Khi một mình phóng trên phố về nhà, đầu óc tôi cứ quanh quẩn những câu chuyện chẳng rõ ràng. Tôi ngồi lại bên đường, châm điếu thuốc và hút. Nhìn đầu thuốc đỏ lập lòe trong bóng tối, tôi như thấy được quỹ thời gian của chính mình ngắn lại một cách vô cớ. Một người phụ nữ tất tả đạp xe ngang qua tôi rất nhanh, mặc dù phía trước chẳng có điều gì để đuổi theo. Tôi để điếu thuốc sang một bên, phóng xe ngược về chợ hoa Nghi Tàm, lấy hết tiền ra mua một xe hoa rồi khệ nệ mang đến nhà Nhi. Em xuống sau khi tôi nhắn tin, nhìn tôi bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa e dè. Sao anh mua hoa nhiều thế? Vì tự dưng anh muốn thế thôi. Anh hâm thế? Tôi cười, chẳng biết nói gì. Mà bây giờ khuya lắm rồi ý. Anh không về ngủ đi để sáng mai còn đi làm sao? Anh về bây giờ đây. Ngọt ngào quá. Nhi vừa vuốt những bông hoa, vừa chu mỏ lên với tôi. Rồi khi em đóng cửa vào nhà, tôi lại gọi khẽ. Nhi. Dạ. Anh chúc em ngủ ngon nhé. Anh đúng thật là đồ hâm đáng yêu đấy. Tôi bước lên xe sau đó, mãn nguyện như vừa làm được điều gì đó thật cần thiết. Những cơn gió lạnh cứ lùa vào cổ và cánh tay. Không hiểu điều gì đã khiến cho tôi ấm áp dọc quãng đường về. Tôi đi chậm lại, nhấm nháp nốt chút đêm Hà Nội. Từ sau hôm kỷ niệm ấy, tôi làm được nhiều việc hơn và cũng yêu Nhi nhiều hơn. Như thể đã có điều gì đó thay đổi trong lòng. Tôi luôn dịu dàng với em ngay cả khi Nhi trở nên khó tính và càu nhàu về thái độ sống của tôi.
Anh cứ làm việc suốt vậy á. Nhi nói thế, khi thấy tôi dành nguyên cả cuối tuần ngồi viết nốt cuốn sách. Em muốn đi ăn à? Tôi nhanh chóng chuyển máy tính sang chế độ ngủ, quay về phía em. Không, anh cần ra ngoài với bạn anh chứ. Thắng gọi em sáng nay đấy, hỏi làm sao mà anh tắt máy. Vì anh muốn tập trung mà. Tôi cười. Với lại anh chỉ cần em thôi. Sao mà như thế được chứ? Sau một hồi vỗ về, cuối cùng chúng tôi đi xem phim. Vẫn chỉ có hai chúng tôi. Tôi không biết mình có tiêu cực hay không nữa. Bố mẹ tôi đã mất từ lâu trong một vụ tai nạn. Thế nên từ khi Nhi xuất hiện trong cuộc sống của tôi chỉ còn biết có em. Tôi nghĩ về điều đó suốt bộ phim. Vì thế khi ra khỏi rạp, tôi vẫn không có khái niệm mình vừa xem thứ gì. Phim dở ghê ấy. Vậy á? Em thì em thích hai nhân vật chính đến với nhau. Không phải bao giờ thế là hay. Tôi cười. Nhưng em thích thế. Nhi cau mày. Với lại nhân vật nam cứ giống anh làm sao ấy. Tại sao lại giống anh? À, tại sao giống anh thì lại là dở? Thì đó, anh ta cứ bị romantic kiểu hâm hâm. Tôi bật cười. Vậy thì với tôi đó là bộ phim hay. Tôi không biết các gã khác cưa gái ra sao. Tôi cũng không biết các đôi yêu nhau thế nào. Tôi hài lòng với những thứ mình đang có. Và tôi yêu Nhi bằng tất cả những gì tôi có thể. Như để đáp lại ý nghĩa của cuộc sống mà em đã mang lại cho tôi. Này anh, ngày mai là ngày Valentine đó anh. Thế em muốn làm gì? Em chưa biết. Thế anh muốn làm gì nào? Anh thì bất cứ thứ gì em muốn. Tôi nháy mắt. Rồi tôi đèo Nhi trên đường. Em ngồi sau, vừa ôm tôi vừa hát, khiến tất cả mọi người đi ngang qua chúng tôi đều ngoái lại và tủm tỉm cười. Tôi đã quen với câu chuyện đó, thậm chí còn ưa thích nó. Tôi thả ga đi từ từ, nghe Nhi hát vang phía sau như chiếc chòe bé con. Rồi Nhi đột nhiên kéo vai tôi lại thì thầm. Anh à, em nghĩ lại rồi, em không chờ hết năm 2012 nữa đâu. Giữa năm mình cưới nhau luôn anh nhá. Tôi mỉm cười. Những cơn gió tháng riêng thật lạ. Nó cứ khiến người ta co lại với nhau gần hơn, yêu quý những gì trong tay mình hơn. Tôi đã bắt đầu yêu em vào một ngày như thế 3 năm trước, như một điều thật diệu kỳ.